Riêng bài này nếu mà không hát to thì không phải là fan rồi à. Nào, tay đâu hết rồi, come on, hãy vỗ tay theo đi ạ. Mọi người phía trên đâu hết rồi, giơ tay cao lên. Đây, đây, đây. Giờ mình đã quá yêu anh, và yêu thương vượt quên đi. What? I wish to take it back, but I know em đã cho. What? I wish to take it back, một tình yêu không đồng đong say. Anh làm quá. I wish to take it back, chỉ ước muốn rằng anh đừng như lúc xưa. Sorry người, hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thôi nào. Người ơi hãy về đây bên em. Sorry người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thơ nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Thank you.
người yêu là em biết khi mình như đã cho người rồi đây. Yêu thì chưa mà sao những người vẫn về người ấy. Tình là gì đây? Mong chờ nơi ấy để khiến em quay cuồng. You wanna hold me, love me, and so you love me, say my name. You can do, you say my name, boy. You say my name, boy. You say my name, boy. What is love? What is love? Chỉ em biết một điều vì mình cần nhau ngay phút ấy. What is love? Để anh mất thay lời và mình cần nhau biết mấy. Rơi tình yêu cứ như lần đầu ấy, môi chạm môi là tay nắm tay trong thiên đường dưới đây. Nhưng là lần này tan vào cơn say để chính em quay cuồng. You wanna hold me, love me, you say you love me, love me. Say my name, you can do, you say my name, boy. You say my name, boy. You say my name, boy. Xin chào mọi người ạ. Wow, chị em biết một điều vì mình cần nhau ngay phút ấy. Để anh mất thay lời và mình cần nhau biết mấy. Bà Hà, bà liếc cái gì ai? Dạ anh Nghĩa, chị Linh với lại cả anh Thuận thấy như thế nào về tiết mục này? Nhưng đối với cá nhân em cảm thấy đây là một tiết mục hết sức là thú vị. Bởi vì đây là một tiết mục mang hình ảnh ẩn dụ rất cao. Đó chính là
trước khi ăn Tết và sau khi ăn Tết. Xin lỗi, cho Hà nói. Hà đừng quên nói mà. Nhiều người hỏi dạo gần đây Hà lên cân à? Nhưng Hà trả lời không. Xin lỗi mọi người thông cảm cho Hà. Hà mới sinh xong. Hà nghĩ là Hà sẽ không ăn nhiều bánh chưng để có một Hà như thế này. Thực sự, ở thời điểm hiện tại, Hà đang trầm cảm sau sinh. Không, Hà không bị trầm cảm. Hà đang rất vui. Hà nghĩ là chuyện này... Không, Hà không nghĩ nữa. Hà sẽ không bao giờ nghĩ nữa. Cái chuyện mà Hà bị trầm cảm như vậy có thể giải quyết được nếu đêm nay Hà được 12 điểm. Còn Hà, Hà có mong muốn được con số 12 giống như Hà đây không? Hà lúc mà nào cũng mong muốn được con số 12 và rất mong hãy cho hai Hà 12 à. Một người đã từng làm việc với chị Hà rất là lâu rồi và cũng là một người bạn ngoài đời của chị Hà nữa thì chắc là sẽ có rất là nhiều những nỗi niềm, những tâm sự khi thấy hai phiên bản Hồ Ngọc Hà rất là khác biệt. Bé bé Hồ Ngọc Hà trầm cảm sau sinh ơi, là giám khảo có làm gì em sao em liếc dữ vậy? Không, cái nét của Hà là lơ đễnh, lúc nào cũng mơ màng. Anh làm với Hà mười mấy năm rồi, lúc nào anh cũng happy khi mà gặp Hà hay làm việc, hiểu không? Mà lần đầu tiên trong đời luôn. Mặc dù là anh không có sinh nhưng mà anh cũng bị trầm cảm. Ban đầu thì anh nhìn Liên Liên là một cái phiên bản khác của Hà thì cũng rất là dễ thương, cái kiểu nhỏ nhỏ bé xinh xinh. Ok, anh cũng thích. Xong tới cái bạn kia thì bắt đầu ngồi không biết cái bạn này làm cái gì ta. Là cái phiên bản này giờ làm sao với Hà giờ? Thì bạn rất là thông minh khi mà bây giờ mình không thể nào có một cái body như Hà được, đúng không? Bây giờ mình hát cũng không được thì giờ mình lầy lên luôn, hài hước hóa cái tiết mục mình lên làm cho nó over lên. Bây giờ nhảy không được thì giờ mình liếc, mình lờ, mình làm. Nhưng mà cái cách của bạn làm rất là duyên. Và cái quan trọng là tất cả mọi người khi mà xem cái tiết mục này của em đều rất là thích. Nhờ có những cái phần cuối cùng như thế này thú vị làm cho anh cảm thấy là à, cái ngày hôm nay rất là vui. Anh không chỉ là đi làm mà anh cảm giác như là anh được tới đây anh chơi, được xem mọi người trình diễn và mọi người hóa thân thành những cái nhân vật nổi tiếng rất là vui. Nói chung là cảm ơn tiết mục của hai bạn. Cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận ạ. Bây giờ cho em xin phép mời giám khảo Mỹ Linh. Chị đừng có chê nha, chị nó liếc mình đó. Không, không có, không chê mà rất thích. Tôi nói thật, đây là một tiết mục cực kỳ là đáng yêu. Giải trí á chị. Mang tính giải trí rất cao và rất là đồng thuận với cả Thuận. Thì là coi như là diễn cái vai Hồ Ngọc Hà cái là làm sao mà có thể giống được. Nên là cô làm quá lên luôn, liếc rồi lườm nhưng mà rất là đáng yêu. Và nhá, hát giọng của Hồ Ngọc Hà cái đoạn đầu lại rất giống cơ. Và Long Chun là người rất là thông minh, tức là nghiên cứu nhân vật và chỉ nhặt ra một vài cái chi tiết đắt giá nhất của cái nhân vật ấy và khắc họa ra và bao giờ cũng làm quá nó lên. Chỉ cần vài nét thôi nhưng mà trông rất là giống. Phải nói là tôi rất thích tiết mục của Long Chun. Thế còn cái tiết mục của Linh Ly ấy, không hiểu sao Linh Ly hơi lo lắng hay nào, hay cảm giác như Linh Ly hơi ngập ngừng cái chỗ bắt đầu vào nhịp ấy. Vì cái bài hát đấy chị cũng hơi kiểu mệt mệt ấy, xong rồi hát em phải thở hổn hển cho nó giống. Thế à? Tại vì nhá, nếu mà so sòng phẳng ra về hát thì Linh Ly hát là tốt hơn. Nhưng mà người ta lại vẫn cứ cảm thấy cái phần của Long Chun thì tự tin hóa thân hơn. Mới lại cái make up cũng vậy nhá, hơi đậm quá so với chị Hà ở đây này, ảnh thế này chị Hà cười rất là tươi mà đây thấy cái sự lo lắng của Linh Ly. Nên là chị mong rằng là vòng sau thì là Linh Ly sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cái đoạn ra đây này, hai người ngồi hai bên, trời ơi anh kia anh sắp đè. Em sợ bị kẹp cổ đó chị. Đó, trời ơi nguy hiểm quá. Nhưng mà đấy cũng là một cái phần rất là đáng yêu và hay nhất là phần đối đáp. Đấy mới là gọi là phần battle đúng dạ, không? Đúng rồi. Coi như mỗi là trả treo mỗi người một câu. Rất là giải trí. Và tôi nghĩ là nếu mà Hồ Ngọc Hà mà xem lại chắc cũng không phiền lòng khi thấy mọi người hơi làm lố mình lên một chút. Thực ra là chỉ là yêu quá thôi. Vì yêu quá thì mình sẽ tìm ra những nét rất là đáng yêu của cái người thần tượng. Thì cũng qua chương trình muốn gửi lời chúc đến Hồ Ngọc Hà cho hạnh phúc của bạn ấy. Và mong rằng là đây cũng là món quà cho mẹ con nhà Hồ Ngọc Hà. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Rồi bây giờ tới anh Đại Nghĩa nè, anh Đại Nghĩa đã bắt đầu là thánh soi nè. Không có đâu, anh thích tiết mục này lắm luôn, không không có soi gì nhiều không đâu. Không có soi gì đầu hết. Đầu tiên là Linh Ly nè, Linh Ly là mở màn cho cái phần hóa thân thành Hồ Ngọc Hà. Thì em
chọn cái bộ trang phục này và em cũng đã cố tình thay đổi một tí xíu những cái dòng chữ trên áo của Hà để cho nó phù hợp với chương trình của chúng ta, và em để cái tên của em vô dòm thấy Linh Ly để người ta nhớ về mình nhiều hơn. Đó là một cái sự khôn khéo và thông minh khi mình có cái sự biến hóa một tí. Còn về phần nhảy, em nhảy cũng tốt chứ không phải là không, nhưng có lẽ là do mình không có phải là một ca sĩ quen với cái dòng nhạc dance, cho nên là trong một tuần lễ để tập được một cái bài nhảy nhiều động tác như vậy nó không đơn giản. Đó là cái điều mà anh dễ dàng hiểu và thông cảm cho em. Còn về phần hát thì ban đầu khi em ra em giao lưu với khán giả đó thì anh lại nghe ra rất giống giọng Hồ Ngọc Hà, nhưng mà đến khi một lát mình hát á thì dường như mình lại quên mất, mình lại gần như trở lại cái giọng của Liên Ly. Chỗ nào mình sực nhớ thì mình quay trở lại với cái giọng của Hà Hồ. Chúng ta cũng biết Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ cái chất giọng là khàn, là trầm, nhưng mà rất dày, đầy nội lực và tình cảm. Nó rất là phù hợp với những cái dòng nhạc ballad trữ tình. Nhưng ngược lại, với những cái ca khúc nhảy nhiều, Hà cũng xử lý biến chuyển nó cực kỳ linh hoạt để cho mọi người vẫn nghe ra được giọng hát và cái lời bài hát không bị mất hơi, không bị hụt chữ. Còn vừa rồi thì Linh có bị hụt hơi, có bị mất chữ, nghe không rõ lời cho lắm. Còn với cái phần của Long, về giọng hát thì Long không khác bằng, nhưng mà em biết cách để lấy cái khác bù đắp vào cái phần khiếm khuyết của giọng hát của mình. Đó là về cái phần diễn xuất, cái sự duyên dáng nó vốn có trong con người của em, cũng như em biết tô đậm những cái nét đặc trưng của Hồ Ngọc Hà để mình hài hước hóa nó lên mà vẫn nhìn ra được là Hồ Ngọc Hà. Và nói cho em biết nha, khi mà em làm hình ảnh Maleficent á, khi mà tóc em búi hết ra phía sau như thế này với Hồ Ngọc Hà, đó là một gương mặt sắc lạnh gần như là giống hình ảnh của Angelina Jolie luôn. Còn với em nhìn rất giống đàn ông nha. Mặc dù đã đồ cố cho cái khối cái ngành, nó nặng cái ngành, đúng không? Nhưng cái khối nó không bật lại được cái mỡ. Nhưng bạn bù là bạn ấy có duyên. Những cái liếc, những cái hay, những cái này cái thật kia duyên dáng. Nhưng nha, đừng nghĩ rằng bạn ấy chỉ có biết diễn xuất. Bạn ấy biết nhảy. Rõ ràng rằng trong nhảy cái bài nhảy của bạn ấy nhảy đó. Rất nhiều nha, nhảy chắc nhịp lắm. Nhìn chung đây là một tiết mục cực kỳ giải trí luôn. Anh rất thích tiết mục này. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn nhiều. Đây. Hai tim rồi, Sao anh nghĩ wow vậy? Vừa wow mà vừa tim luôn. Đỉnh dữ. Thôi, một tràng vỗ tay dành cho hai nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà của chúng ta, đó chính là Long Chun và Linh Ly.